Em chào chị Tiên ha. Thì hôm nay là chị đúng ra là em xuống với chị. Chị ở đây ha. Đúng ra là em xuống với chị để là trao cái tiền này. Hôm trước là em mấy hôm nay thì em cũng đã biết là chị và con chị thì hai đứa bị bệnh đó chị. Bệnh gì chị? Bé Bo thì viêm phổi hả? Bữa nay là mấy ngày rồi? Gần một tuần lễ rồi hả? Thì chị Tiên đây là cũng là làm YouTube ở đây và cũng là người phụ mộ của chú Du Linh. Thì qua cái video mà được một người anh quay là một người chị, đó là chị Kim Anh Nguyễn ở Mỹ, gọi cho Duy Minh và bảo Duy Minh rằng là gửi cho chị, là hỗ trợ cho chị 1 triệu đồng đó. Và một người chị thứ hai nữa là cũng hỗ trợ con của chị. Ai khán giả vô kìa, khán giả vô kìa đó. Không, chỉ cơ đây, cơ đây. Tại vì em trao tiền cho chị nè. Thì chị bên khán giả của chị Thanh Loan á, chị Loan á, chị Đào á, chị cũng gửi được 1.4 triệu ha. Và một người chú giấu tên ở bên Mỹ gửi cho tất cả các anh em. Nói chung là tất cả anh em đến phụ mộ chú nè, không có nói YouTube hay là không YouTube gì hết. Chú chọn ra cái danh sách là gửi cho mỗi anh em là một người 500 ngàn. Em muốn gì? Tất cả anh em muốn gì? 500 ngàn. Thì trước hết á, thì em gửi cho chị dùm chị Kim Anh Nguyễn đi ha. Chị Kim Anh Nguyễn là xem được cái clip và biết bé My là mắc hí đó, YouTuber Hàn Quốc á, bé My á. Thì em gửi chị 1 triệu trước ha, của chị Kim Anh Nguyễn. Gỡ hỗ trợ là bé My bị sốt đó, sốt huyết đó, đúng không chị? Và cái thứ hai nữa là của chị ấy đây, của chị Thanh Loan là hồi sớm cũng hỗ trợ cho là 1.4 triệu gửi cho chị ha. Này 100 nè, 200 nè, 300 nè, 400 nè, phải không? 400 rồi 1 triệu nè đó, 1 triệu hết cho chị Thanh Loan đó, là hỗ trợ là bé bị bệnh đó ha chị, là YouTuber á bị bệnh đó. Và còn đây là cái tiền của người chú ở bên Mỹ đó, người chú ở bên Mỹ gửi cho chị, còn chị là 500, còn bé My á là 500 ha chị. Đây là tiền trước khi chị bệnh đó. Ủa, chị có bệnh không? Chị, hai bữa chị hết đúng không? Còn hai đứa con của chị là bệnh nặng đúng không? Thì gửi cho chị bé My người 500 nữa ha. Tổng cộng là mình được 3 triệu mấy hả chị? Rồi chị có cái điều gì gửi đến khán giả? Cái nhất là chị Kim Anh Nguyễn ở Mỹ nè. Kim Anh Nguyễn nè, rồi chú, một người chú ở dốc tên ở Mỹ nè, và chị Thanh Loan cũng rất là cảm ơn chị và động viên cố gắng để là chăm sóc sức khỏe cho em, để là đầy đủ sức khỏe là có thể là vô đây để là chia sẻ cho bà con cô bác cùng xem những cái video có ý nghĩa, và cũng như là cũng như là dọn mộ chú mỗi ngày tại mộ của chú để cho bà con cô bác đến tham quan có cái vẻ mỹ quan nó sạch đẹp tại mộ chú ha, rất là ý nghĩa. Thì dạ thì em cảm ơn. Rồi chị có thể là về hôm nay là có duyên, còn chị cũng đến đây, đến đúng ra là em tối nay em tính đi xuống dưới đó
512 giường đây xuống đó cũng phải mấy chục cây đó quý chú vậy. Đó. Chị chạy dưới ha, giờ chị khỏe chị chạy lên chị xuống hay sao? À, tức là giờ hiện tại giờ là ai trong ở dưới? Ba ha. À, buổi trước có một cái video là anh một cũng như là anh em đồng nghiệp không à, anh Neil anh vô trong đó rồi thì em cũng đã biết rồi, em thấy em biết rồi mà em cũng biết trước anh luôn, nhưng mà tại vì cái công việc ở đây là tại xe mộ chú và cúng kiến tại mộ của chú nữa cho nên là không có thời gian đi ha, chị cũng thông cảm em ha, khi nào mà về lên đây em sẽ ghé thăm ha. Rồi em cảm ơn chị. À, cũng còn một cái khán giả nữa nhưng mà chưa có thống kê được cái danh sách, có thể là đợi lúc khác ha. À, cái chị đợi lúc khác đi ha. Dạ. Rồi em cũng rất là cảm ơn chị Kim Anh Nguyễn đã hỗ trợ 1 triệu đồng cho là bé My là con của chị và một bé kia là bé Đạt ha chị. Đó, quý chú anh chị và chị Thanh Loan, Trà Đào, chị với là bạn của chị hay sao á, gỡ chị cứ dặn là cứ nói khán giả là được rồi. Đó, quý chú anh chị và một lần nữa cũng cảm ơn chú giấu tên ở Mỹ đã hỗ trợ gửi tiền cho chị ha. Quý chú anh chị đây thì buổi chiều nay thì mấy anh em có thể là khán giả quá đông luôn ha quý chú anh chị. Đây là con cô bác khán giả đến rất là đông luôn. Khán giả này từ đâu em? Vũng Tàu ha. Ồ vậy hả? Ồ, quá tuyệt vời rồi. Đây mình gắn cái cây vô ha quý vị chú chị. À, cô chào mấy cô ha, chào chú ha. À, cô chú từ ở Vũng Tàu vô hả cô? Dạ. Mình đi dắt mấy giờ mà? Dạ. À, dạ. Dạ. Cô chú rất là nhiều à. Dạ. Không biết mua gì mua mấy. À, tức là cái tiền này gửi cho những mình mua nước cho khán giả là mua cho anh em YouTube ha. Dạ. Cũng như là ai có trong đây là mình cho đúng không chú? Dạ dạ. Tại vì khi nhận tiền của khán giả đó phải hỏi khán giả người ta muốn làm như thế nào. Dạ. Dạ. Dạ dạ, nói chung là con đại diện cho mấy anh em cũng hai lời mấy anh em YouTube là cảm ơn cô nhiều nha cô. Chúc cô và gia đình cô được nhiều sức khỏe. Dạ. Tấm lòng của những cô chú đến từ Vũng Tàu ha. Từ Pháp. À, tức là Việt Kiều ở Pháp đúng không chú vậy? À, biết rồi. Thì là Việt Kiều Pháp. Vũ Thành. Dạ. Dạ, chú chị. Dạ. Sau khi mấy anh em mình tiễn bà con cô bác ra xe thì sẽ đảo vô là dọn dẹp luôn ha. À, đây là con của cô hay sao em gái? Cháu nội hả? Và gái có đi theo bà nội bển không? Con ở đây ha. À. Vậy là ở Pháp là có chúng hả cô? Dạ. Dạ con chúc cô chú trên đường thuận lợi bình an gặp nhiều may mắn nha cô chú. Chúc cô chú nhiều sức khỏe. Dạ dạ. Dạ con chào chú nha cô. Thôi bây giờ thì đưa cô chú ra xe xong thì mấy anh em mình sẽ vào bên trong để là dọn mộ, lau dọn đúng không anh? Đúng rồi.
đó, thì tiễn cô chủ ha. Các bạn ngoài gì rất là nóng ưu ái cho chú Vũ Linh nha quý chính chị. Lúc nào là thì chú Vũ Linh cũng là đứng nhất luôn. Buổi chiều nay mà có bà con bác đến đi xe 16 chỗ đông gì là rất là quý luôn ha quý chính chị. Cái tướng chú này đi giống chú Thành ha, đúng không? Giống cái dáng giống cái dạ 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 không thấy cái giống cái dáng dạ. Dạ. Ờ, máy bay cô chú nha. Dạ, con chào cô chú từ Pháp, quý chú chị Pháp đến đây. Thôi giờ mấy anh em mình đi vào bên trong ha. Rồi đi vào bên trong mình lao mộ luôn không quý chú chị ơi, lao dọn mộ luôn ha. Đó, quý chú chị. Gì hả? Gì tới nữa rồi? Ồ. Dạ dạ đậu kế bên đây nè chị. Ờ à, bên đó cũng được, bên đây cũng được. Đó. Dạ dạ. Ủa? Ủa sao chị xuống chợ vậy hả? Chị hả? Tao ồ. Chị mới đi giờ nè. Ồ có gì? Sen gì nữa kìa. Mà đèn lấy vô anh, lấy vô. Mò chim. Em đốt luôn đi Phương. À, thì cúng rồi mới đốt chứ chị. Cúng rồi mới đốt chứ. Đây ai. À. Cái gì đây? Ồ cái đèn. Đèn sáp. Chị lên mới sau này chị tối đêm nay là vô biển Hoàng Anh. Đó. Chim này giống chim không phải chim sẻ mà nó kêu là chim. Chim là phóng xanh ha chị. Dạ, phóng xanh. Phóng xanh hướng cho cậu ha quý chị. Để đâu thì đó đây chị. À, chị. Thì vừa rồi là Duy Minh cũng vừa. Đây. Đúng rồi. Lau mặt cho cậu căng mớ luôn hả? Mới luôn hả chị? Ngon, em cũng lao luôn. Đó. À, đây đây. Ô, quả xanh cầu siêu ngày 14 tháng 2 2023. Cái gì? Hưởng thọ 66 tuổi, Hương Linh, ông Võ Quang Quang, nghệ sĩ Vũ Linh, pháp danh Tâm Giác quý chúng vị. Tâm Giác. Đây 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 đây. Cầm giùm anh cầm giùm em coi, em đồ thêm một chữ nữa vô coi. Chạy. Cái này thiếu dấu, em thêm dấu nha. Tại cái này thêm dấu nè, tâm giác chứ không phải là tam giác. Đây. Đi chim sắt nó nói là mới đi xa được. Đó. Ok chưa? Tâm giác rồi đó. Dạ, cái tâm giác. Tâm giác ha quý anh chị. Đây nè, đó. 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 Để em lao luôn ha. Lao mộ của chú luôn ha quý chú chị. Cố chị đó cầm đỡ cho chị thấp á. Được rồi. Chị có làm thêm chị, đi cầm phụ em lao. Bây giờ mình cũng lao mộ luôn ha quý chú chị. Lao mộ của chiều thì tí có lao mộ luôn không? Này lao mặt cho anh. Ừ. Dạ. Ủa cái gì đây? Đèn sen đây hả? Ô đèn sen đẹp lung linh luôn ha.
À, đẹp quá trời luôn nè, chị cứ quay bình thường đi ha. Để em lao hộ cho chị quay giùm em đi. Giống như là cậu mình đi về Đức Phật A Di Đà nè. À, em cũng lao luôn. Lao buổi luôn. Chiều mấy anh em mình lao luôn đi. À, lao cho sạch sẽ luôn ha, chuyện cho chị cúng luôn ha. Đó, mình cũng lao luôn. Anh cũng lao luôn. Đâu rồi sống chết với cậu luôn. À, lao hai tay luôn ha. Đúng không Minh? Dạ. Mình đã với cậu từ hồi lúc cậu về đây tới giờ luôn. Vậy là thầy là sống chết với cậu luôn hả? Ừ. Trời ghê chứ. Ừ. Thầy chăm sóc mộ của chú được rồi. Đó, bởi vậy lúc nào cũng phải lên với cậu như vậy đó. Ừ, anh em mình lao ha. Ở đây là nhà anh em mình không. À, anh em mình lao hai tay luôn, nhanh tranh thủ nhanh nhanh luôn quý anh chị. Ô, con trai chị đâu rồi? Ừ. Lớn dữ hả? Lớn, lớn luôn rồi. Bao nhiêu tuổi chị? 7 tuổi. Ồ, lớn. Vô. Chị lớn hơn em luôn rồi. Ờ, hơn anh Minh rồi. Chị, nếu mà con trai vậy là chị phải hàng 50 rồi. Chị nhỏ hơn mình 5 mình mấy tuổi đó. Vậy hả? Còn sao mà chị trẻ vậy hả? Chị hồi xưa lúc 16 gì hả? Đi theo chú vô gặp hát xem luôn hả? Ờ, đang quay. Ờ, cái mới nãy đó hả? Cái mà khán giả gửi tiền đó hả? Thì mình cứ xem coi có ai ở đây là mình hả? Hả? Sao? Thì thử là sao? Thì em cứ chia cho người đi. Chia bao nhiêu người đi mà chia ra. À, lấy lấy 1 triệu chia ra. À, cho bao nhiêu người, lấy cái máy tính ra. Nó có gì đâu. Nó có khán giả ta gửi tiền cho quý vị. Tâm lòng của khán giả. Dạ đúng rồi. Chúc có anh luôn đó, anh cũng có lộc luôn đó. Hoa, dạ em nhận luôn. Đó, trời ơi, ai mà mời nhờ em mua gì là em mua đấy. Hoa, trái cây gì á. Dạ, dạ. Gì hả? Ủa? Có bao nhiêu người ở đây nha, chị nãy chị nói đó. Bao nhiêu người ở đây? À, chiều nay. Ờ. Anh có cầu bộ phim 10 anh em không? Chưa. Có xem 5 anh em à. 5 anh em chờ chị sẽ đăng đúng không? Đúng rồi đó. Dạ, được. À, vậy đi, có bao nhiêu người đủ ấy. Cái giả tới nữa hả? Rồi, ủa chị. Ủa cái bàn hồi nãy em lao rồi đúng không Tý? Lao rồi, quậy mới vừa lao đó anh Minh. Gì hả? Chị lao nữa hả? anh lao mộ rồi. Rồi. Xong hết luôn rồi đó. Đồng lòng thắp hương giải cậu đi. Dạ dạ đúng rồi, em mới giải luôn chứ. Rồi giải cậu đi. Ô. Quá trời đẹp luôn ha. Đồng mình. Đó, à, thắp hương cho chú ha buổi chiều luôn quý chú chị ơi. Anh đi có bá không? Thở không đủ. Khán giả buổi chiều ha. À, chào chị. À, có chừng đèn á chị. Có đèn ở dưới á. Nam mô chứ bạn, Nam mô. Nam mô A Di Phật. Hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 2023, con tên là 36 tuổi của kênh YouTube Di Minh Vlog.
thắp nén hương trình giữa các vị các ngài tổ thần thổ mộ tổ địa đất đai dương trạch thần hoàng bụng cảnh long thần hộ pháp ở Giang Hoa Dương Bình Dương, cũng như trước mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ông tên thật Võ Văn Ngoan, có pháp danh là Tâm Giác, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958 và mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch năm Quý Mão, hưởng thọ 66 tuổi. Hôm nay là buổi chiều, anh em xin thắp nén hương trình giữa các chư vị như là chú Vũ Linh cho anh em là thắp nén hương cuối cùng trong ngày rồi về. Và hôm nay có chị quên tên ha, chị Huệ có đem là một cái lồng chim không biết bao nhiêu con đến đây cúng vãng sanh, cầu siêu cho chú được vãng sanh về miền lạc và thả những con chim này đi về nơi mà bên ngoài để là cho nó là thoải mái, để về dưới là cái bầu trời của nó, và cũng không quên là hồi hướng công đức cho chú Vũ Linh được vãng sanh về miền cực lạc. Thì xin các vị các ngài chứng nhận dùm tấm lòng của chị Hoài cũng như tất cả các anh em YouTube của chiều nay. Nam mô A Di Đà Phật. Cúng xong rồi mình đi chắc mình phải cúng thấp hơn xung quanh luôn ha quý anh chị. Rồi em cũng cảm ơn chị ha. Buổi chiều những cánh hoa sen đẹp lung lộng lẫy luôn ha quý anh chị, và thả chim nữa ha. Dạ cái gì ấy đi chị giữ đây gì đó. Cầu siêu phản sanh hương linh của ông Võ Văn Ngoan. Chim à, chẳng xanh heo quý anh chị, chút xíu nữa không xanh. Đèn hoa. Đèn này phải canh chừng nào ấy là phải dẹp á. Rồi cái bàn đó, nhớ cái bàn không? Em nhớ cái bàn không? Cháy hết á. Khi nào mình về là mình phải ấy luôn á. Ủa mấy cô với mấy chị từ đâu đến hả chị? Từ Sài Gòn ha. À, buổi nhất. Buổi chiều nay cũng bà con đến cũng rất là đông luôn ha quý chú anh chị. Dạ dạ, em chào mấy anh chị nha. Mấy anh chị thân thiện ha quý chị. Đây là một cái tấm lòng của chị Huệ. À, chị Huệ là ngày xưa cũng với chị Loan cũng đã làm một cái tấm hình lớn để là tặng cho chú Vũ Linh ngày xưa quý anh chị, lúc mà còn gặp á. Buổi chiều này hoa đăng rất là đẹp ha. Mấy anh em mình là mỗi một anh em mình đều giao duyên hết, đều muốn sanh cho cậu hết đi. Dạ. Gì hả? Rồi. Niệm Phật đi em, niệm Phật chị. Được rồi chị, em để mình đi mình thắp hương ha quý anh chị. Đây là đi thắp hương cho những hương linh xung quanh quý chú anh chị ơi. Để chiều chảy hết. Để giờ ha. Mình xin phép cũng mình đội nón tại là tóc với mình không có thời gian để hớt tóc luôn quý chú anh chị. Nam mô A Di Đà Phật, con xin kính lễ ông.
buổi chiều này nói chung là mình cũng rất là cảm ơn một người chị đó, một người chị. Ở chú ở ở Pháp về gửi tiền cho mấy anh em mình mỗi phần 1 triệu đó, là tất cả anh em cũng chục người quý chú chị, những người có ở đây chú nói là có mặt ở đây là mỗi một người được 100 ngàn. Nam mô Phật, cũng rất là quý luôn. Nam mô Phật. Con thay lời mấy anh em cảm ơn cô chú ha, cô chú nghệ sĩ hàng xa nè. Nam mô Phật. Con đây là nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Hoại. Nam mô Di Đà Phật. Con đây là nghệ sĩ ưu tú và Nam Hùng. Nam mô Di Đà Phật. Còn bên đây là nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Quang Còn ha quý chị. Nam mô Di Đà Phật. Còn đây là vợ của chú của tôi còn nè. Nam mô Di Đà Phật. Hai ông bà là phải 4 cây. Thì hôm nào anh em mình còn ở đây thì anh em mình cũng đều Nam mô Di Đà Phật, đều thắp hương cho các chú cô ở đây. Ở đây là chú Nguyễn Quang Tắng quý chú vậy. Phúc đức ông bà cao như núi, công cha nghĩa mẹ tựa biển đông. Cây mọc có cội con nên nhớ, nước chảy có nguồn cháu chưa quên. Đây là những câu mà từ rất là hay nhắc nhở con cháu mình luôn luôn nhớ đến là cội nguồn của mình. Nam mô Nam mô. Đây là như mình cùng thắp cho là anh cứ niệm Phật nha. Em cứ thắp là anh cứ niệm Phật. Đó, cùng anh em mình niệm Phật. Nam mô Phật, Nam mô Phật. Em thắp em cấm gì anh, nhưng mà anh phải niệm Phật, em xá niệm Phật. Nam mô Phật, Nam mô Phật. Nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Lê Mộng Hoàng. Đúng rồi. Nam mô Phật. Nghệ sĩ Minh Đạt hả quý chú chị. Nam mô Di Đà Phật. Đây là nghệ sĩ nhân dân Giang Châu. Ở đây là mình phải cấm là 4 cây luôn á. À, hai anh em mình với anh Ngọc hả quý chú chị. Mình cấm cho anh Ngọc luôn. Anh Ngọc chỉ việc là mình niệm Phật. Đó. Ngày nào anh em mình cũng đều có mỗi ngày một cảm xúc khác nhau. Nam mô Di Đà Phật. Đây là chú Quách Thị Tùng Sơn, quê của chú chợ Long Hồ, Quỳnh Long, quý anh chị. Nam mô Phật, Nam mô Phật. Chú cô Hoàng Thị Bích Lăng, quê của Tân Thanh Hóa. Nam mô Phật. Còn đây là nhà thơ Ngô Anh Chương. Vì mình cấm nhanh còn về đó là trò chuyện với chị Hoài. Nam mô Phật. Coi có chia sẻ những cái điều gì ha quý cô chú vậy. Chị Hoài thì rất là thân với mấy anh em mình nè. Nam mô Di Đà Phật. Trở đây rất là nhiều lần. Đó. Anh gì hả? Nam mô Di Đà Phật. Ngập cứu em hả? Ngập cứu em. Đấy, cầm của cậu á. Đông quá. Sắp tới này sẽ có hình nữa nè. Sắp tới này quý của chú chị sẽ có hình cho bà con cô bác ha. Khoảng mấy trăm tấm á. Đó, bà con cô bác. Thì Duy Minh cũng đã lên kế hoạch để lựa hình rồi. Nam mô Di Đà Phật. Của một vị khán giả. Tới lúc đó là Duy Minh sẽ tiết lộ ha. Vì khán giả này lúc trước cũng là nhờ Duy Minh là hỏi thuê là cái gạp cho chú Linh một năm 6 tháng đến 1 năm. Nam mô Di Đà Phật. Ví dụ như người ta không cho 1 năm thì thuê 6 tháng cuối cùng là cũng không có thuê luôn hả quý chú vậy. Nam mô Di Đà Phật.
đi nhanh đi anh. Cho anh dừng lại rồi. Anh gặp chị ấy cái anh muốn thắng là gặp chị đó muốn thắng là luôn á. Đang đi cái thắng thôi nè. Ngọc là kỳ anh Ngọc. Hàng chỉ giờ sớm em thấy là gì chị nghe chị Thanh Loan thấy gái gì đó lúc mà đứng ngoài đó đó. Em đứng xa xa thấy gái cái gì nè. Sao hồi sớm chị nói vậy? À không, hồi sớm chị đi đi. Cứ là hỏi là hồi sớm á chị lo chị nói gì nè. Dạ. Nam mô Phật. Em nói giỡn hay ai quý cô chú vậy? Thấy gái thắng két két lận. À, Nam mô Phật. Phải không đó? Ờ vậy em cảm ơn anh. Anh quay qua đây đi. Đó, quý cô chú chị ạ. Mà chị Hoài đang chia sẻ điều gì ha quý chú chị. Ồ, quá đẹp luôn ha. Nhân mới được như vậy thì chị nghĩ sao về cái điều này? Thì đúng
cái đó là thì em cứ nghĩ đi. Thì hồi nãy chị Hoài đã nói với Di Minh nghe đó, là anh mình là không phải là một người phàm, là anh là cũng giống như là một cái vị Bồ Tát hay một vị tiên ở trên trời. Thánh nhân mà có cái là anh giống như là đi xuống với trần gian trong vòng 65 ngày để anh giống như đi xuống đây để mà gieo duyên trồng phước báo, để mà tới cái lúc mà anh tới cái thời hạn của anh đã hết rồi thì anh quay về đó. Còn chị cũng rất là cảm ơn chị đã chia sẻ những cái tình cảm là rất là thâm thiết. Nhà chị là chị có thờ là coi như là ba vị tam thiết Phật của chị, là ngày nào chị cũng tụng kinh Địa Tạng đó. Nhưng mà trước khi chị tụng kinh Địa Tạng thì chị đảnh lễ sư tổ, thì bắt đầu là chị mới thắng Đức Phật là tiếp dẫn hương linh của anh Năm. Dạ. Nhưng mà tại vì anh Năm mình là nhà của Năm Đồng Địa Điểm, nhưng mà phải nói đúng cái nhà của anh và cái giờ của anh nữa, thì bắt đầu Đức Phật mới tiếp anh. Thì chị tụng kinh Địa Tạng thì chị sẽ mời Năm mời tới mình chị từ lúc mà anh Năm bản sanh tới bây giờ là ngày nào chị cũng tụng kinh Địa Tạng cùng chị. À, em cũng rất là cảm ơn chị ha, đã có cái tấm lòng để là tụng kinh hồi hướng cho chú Du Linh. Quan thị quý của chú chị bà con cô bác thấy à, thì Hoài đem đến rất là nhiều hoa sen đây là đốt cho chú trong cái ngày này thì rất là ý nghĩa ha quý của chú chị. Thì một lần nữa thì Duy Minh sẽ quay càng cảnh cho bà con cô bác xem ha, buổi chiều tại mà chú đốt đầy hoa sen rất là đẹp đúng không, quý của chúng chị. À, bà con cô bác nghĩ sao về điều này? Nếu bà con thấy video có ý nghĩa thì cho Duy Minh một like, một đăng ký ủng hộ kênh ha quý của chúng chị. Giờ thì Duy Minh xin chào hẹn bà con là một video tiếp theo.